Theo dự báo, từ nay đến ngày 3 tháng 11, do chịu tác động của không khí lạnh thì miền Trung sẽ tiếp tục có mưa, nhưng lượng không lớn, tập trung về tối và đêm. Cụ thể, đợt mưa thứ nhất bắt đầu từ chiều tối ngày 4 tháng 11 và kéo dài đến ngày 6 tháng 11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bắc Tây Nguyên với tổng lượng mưa từ 100 đến 300mm. Sau đó, vùng mưa tiếp tục dịch chuyển ra tỉnh Quảng Trị, kéo dài đến Nghệ An từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 với lưu lượng mưa từ 300 đến 400mm. Khu vực sườn Tây phổ biến đã trải qua đợt mưa với tổng lượng mưa trên 1.500mm. Nên với kịch bản dự báo mưa hiện nay sẽ có nguy cơ xảy ra các tai biến địa chất, sẽ có trượt lở hay sạt lở đất. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng dự báo, từ nay đến giữa tuần, miền Bắc thường xuyên đón không khí lạnh tăng cường, nên có mưa một vài nơi, đêm dưới 20 độ C, ngày tăng lên từ 25 đến 27 độ. Sau đó, miền Bắc sẽ tạnh ráo đến cuối tuần. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 10. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì. Yêu cầu được Phó Thủ tướng đặt ra với các địa phương đó là không vì dự báo cơn bão không lớn mà lại chủ quan hay lơ là. Theo nhận định, bão Goni sẽ tác động trực tiếp vào khu vực vừa chịu ảnh hưởng của bão số 9, là nơi đang chịu tổn thương nặng nề. Hậu quả sau bão số 9 chưa khắc phục xong, giờ người dân khu vực này lại phải đối mặt với bão số 10. Điều nguy hiểm nhất của cơn bão này là tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Trung Bộ. Từ Nghệ An trở vào, hết miền Trung, nào chỗ nào cũng nước cũng gần như trương bão hết, toàn bộ sườn Tây hết rồi. Cho nó bây giờ bất kỳ một cái hoàn lưu mà gây mưa chỉ cần 100, 200, đúng không ạ, là giọt nước tràn đi, tạo ra những cái dư chấn rất bất lợi cho chúng ta về cái sạt trượt, về lũ ống lũ quét. Không phải mà 200 ly mà không có lũ ống lũ quét đâu, vì nó tích nước ở những bọng nước ở trong núi hết rồi. Bây giờ chỉ cần gợi một tí nó tạo ra mới dòng chảy nhỏ nào thủy phá thổ. Nhấn mạnh Goni là cơn bão phức tạp khi có thể gây lượng mưa lớn đến 400mm cho các tỉnh Trung Trung Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị bộ, ngành, địa phương không chủ quan, theo dõi liên tục các diễn biến của bão để kịp thời thay đổi phương án ứng phó cho phù hợp. Cơn bão này khi mà vào bờ có thể các đồng chí nói nó khoảng cấp 7, cấp 8 hoặc là giật trên. Nhưng thưa các đồng chí là như thế là chúng ta cũng hết sức chủ động. Những cái nhà yếu vừa rồi đấy bị tốc mái và mà chưa sửa chữa xong thì người dân không thể ở trong những cái nhà của mình. Chúng ta phải tập trung để sơ tán. Còn những khu vực mưa lớn gây ngập úng vân vân. Và đặc biệt là sơ tán người dân khỏi những khu vực mà dễ sạt lở đất, lũ ống lũ quét. Tôi vẫn nói lại là đây là vấn đề vô cùng khó khăn đối với chúng ta. Từ trước nay khi bão vào ấy, dù bão rất lớn nhưng thiệt hại về người rất là ít. Vâng, rất ít. Nhưng hoàn lưu bão gây mưa thì cái thiệt hại rất là lớn, rất là tang thương ở nhiều nơi. Lãnh đạo chính phủ cũng lưu ý lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho các tàu đang tìm kiếm cứu nạn ở khu vực hai tàu bị đắm. Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngoài việc tiếp tục đưa ra các dự báo về tình hình mưa bão, cần gấp rút hoàn thiện bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở để đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kèm với nhiều thủy điện xả lũ trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Trong đó thì có cả thiệt hại về người. Tính đến ngày 2 tháng 11, trên địa bàn Nghệ An có 7 người, gồm 2 người ở huyện Nam Đàn, 2-3 người ở huyện Anh Sơn, 2 người ở huyện Thanh Chương. Ngoài ra có 3 người ở huyện Thanh Chương và huyện Tân Kỳ bị thương. Mưa lũ cũng đã làm ngập lụt khoảng 94 xóm trong tỉnh, cô lập 27 xóm, 14.511 nhà bị ngập, 4.447 hộ dân phải di rời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất, 45 điểm trường bị ngập lụt, 885 hecta lúa, 6.354 hecta nuôi thủy sản, 9.215 hecta ngô và rau màu các loại bị ngập, 132.992 con gia cầm, 457 con gia súc bị cuốn trôi. Về giao thông, 51 km đường bị sạt lở hư hỏng, 13 cầu cống bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Hiện nhiều xã vùng sâu trũng của huyện Yên Thành, Thanh Chương, Hưng Nguyên vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ. Tại những nơi lũ rút, chính quyền địa phương cùng người dân đã khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống. Sau 2 ngày nỗ lực khắc phục, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn qua huyện Phước Sơn tại km 1353 cộng 800 đã được thông xe một vệt.
Trước đó, ảnh hưởng mưa lớn sau bão số 9 và thủy điện Đắc Mi 4 thông báo xả tràn, nhiều khu dân cư, hạ tầng giao thông và đặc biệt đoạn km 1353+800 bị sạt lở ta luy âm, sói lở kết cấu nền mặt đường với chiều dài khoảng 200m, lưu thông ách tắc. Cục Quản lý Đường bộ 3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấm đường để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện. Đồng thời yêu cầu đơn vị chức năng, nhà thầu duy tu sửa chữa đường, tăng cường nhân vật lực, vật liệu, mũi thi công tăng ca 24/24 giờ. Qua đó đẩy nhanh tiến độ khắc phục, hoàn trả nền mặt đường, thông xe một làn xe và sẽ tiếp tục thông xe cả hai làn. Tương tự tại đoạn km 1332+800, km 1334 đường Hồ Chí Minh xuất hiện 3 vị trí nước lũ ngập sâu 60cm làm ách tắc giao thông. Khu vực cầu Sơi km 1340+368 bị nước ngập sâu khoảng 1m suốt chiều dài 1 km, nguy cơ trôi cầu. Cục Quản lý Đường bộ 3 cũng cho biết các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng cảnh báo, điều tiết giao thông, cắm biển cấm đường ngăn không cho phương tiện qua lại ở các vị trí sói lở, đứt đường nguy hiểm. Đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn giao thông hai đầu từ xa để phương tiện không qua lại đoạn tuyến Hồ Chí Minh này. Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình những ngày vừa qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho bà con nhân dân ở đây. Trận mưa lũ lịch sử này đã nhấn chìm, đánh sập và cuốn trôi nhiều nhà cửa của người dân tại Quảng Bình và đặc biệt tại khu vực huyện Lệ Thủy, nơi ngập sâu và lâu nhất. Gia đình bà Nguyễn Thị Hiên tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thuộc diện nghèo. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn chồng chất. Ngôi nhà cấp 4 của bà đã bị lũ nhấn chìm và đánh sập hoàn toàn. Một mình không cho con từ thuở mà chưa chừng mình được căn nhà ở mà chứ nếu con cuộn thôi rồi thì chứ tôi không biết mình răng được, không bản thân không hái đau mình chứ các gia họ tâm bây giờ nó trên giúp đỡ tôi không biết răng được. Cũng như bà Hiên, 62 hộ gia đình khác tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy cũng lâm vào cảnh nhà thì mất mái, căn thì mất vách hoặc sập hoàn toàn. Xã trực tiếp giới thiệu để cho các đoàn hỗ trợ. Cho đến nay thì phải nói rằng là các hộ đã được hỗ trợ một phần để khắc phục sau lũ lụt. Sắp tới từ cái nguồn hỗ trợ của tỉnh thì huyện sẽ hỗ trợ một nhà như vậy là khoảng 40 triệu. Và từ cái nguồn của huyện á, thì sẽ tính để tiếp tục hỗ trợ cho các cái nhà bị sập và có cái hư hỏng hoàn toàn. Hiện toàn tỉnh Quảng Bình có gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng, đổ hoặc mất an toàn. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân dọn dẹp, kiểm tra độ an toàn của các căn nhà ngập sau lũ và có chính sách hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Thưa quý vị, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở núi và chia cắt nhiều tuyến đường thuộc huyện miền núi Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo chính quyền địa phương, thì hiện địa phương này có khoảng 70 hộ dân đang đối mặt với nguy hiểm từng ngày khi mà sống gần những điểm sạt lở. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương lên phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh huyện miền núi Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Móng nhà đã sát vực thẳm, những vết nứt dài xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà. Tình trạng này đang diễn ra ở khu tái định cư Nước Nia, thị trấn Di Lăng. Người dân ở khu vực này luôn lo sợ cho tính mạng của mình mỗi khi xảy ra mưa bão. Bởi một bên là sạt lở bờ suối, một bên là sạt lở núi. Đây mình không sợ chết mà. Còn nhà của con bò, con chua, con heo, con gà, con gì cũng mất sợ nè. Mà bị đất này, nó rớt xuống thì mình phải trôi. Những ngôi nhà ở tổ dân phố Làng Bồ cũng đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở từ núi Làng Bồ. Mấy ngày qua, đất đá từ trên núi cũng sạt lở xuống sát vách nhà người dân. Nguy cơ vẫn đang hiện hữu, đe dọa tính mạng của hơn 100 người dân sống ở khu vực này. Sạt lở thì năm nào nó cũng có, mà cứ mưa gió lụt bão tới là riêng gia đình và khu vực đây là phập phồng rất là sợ. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà, trên địa bàn xuất hiện 8 điểm sạt lở nằm ở các xã Sơn Ba, Sơn Thành, Sơn Nham và thị trấn Di Lăng. Trong đó, tình trạng sạt lở tại tổ dân phố Nước Nia và Làng Bồ, thị trấn Di Lăng là nguy hiểm nhất, đe dọa trực tiếp tính mạng của hơn 240 người dân. Người dân là nếu mà có cái nguy cơ mà sạt lở hoặc có cái hiện tượng thì là báo cáo chính quyền để rồi kịp thời di dời cũng như là có cái biện pháp khắc phục trong cái khả năng của huyện. Còn về lâu về dài thì cũng đề nghị là trung ương cũng như tỉnh là có cái sự quan tâm tạo điều kiện để có cái sự di dời hoặc là đưa cái đoàn lên kiểm tra xác định cái hiện trường để có cái biện pháp
cụ thể hơn cũng như là an toàn hơn cho người dân trên địa bàn. Sau khi đi kiểm tra thực tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu huyện Sơn Hà phải có biện pháp di rời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở cao đến nơi an toàn. Bởi hiện tượng sạt lở trên địa bàn này ngày càng trở nên nghiêm trọng và đe dọa tính mạng của hàng trăm người dân. Chỉ đạo địa phương để mà có các phương án di dời dân trong cái điều kiện mà cái mùa mưa lũ đợt này để đảm bảo an toàn dân, và đồng thời về cái lâu dài á thì sẽ lên cái phương án để mà khắc phục những cái điểm mà sạt lở gần cái núi và những cái khu mà dân cư không an toàn á. Những khối đất đá trên núi này có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào, hiểm họa sạt lở đang rình rập. Những người dân ở đây đang cần một nơi an toàn để an cư lập nghiệp. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 5 tháng 11 năm 2020, chạy lại đôi tàu thống nhất SE5, SE6 để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trên các ga dọc tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn và ngược lại. Theo đó, tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 8 giờ 50 đến ga Sài Gòn vào lúc 18 giờ 55. Tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ 40 đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 12. Như vậy, từ ngày 5 tháng 11, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, hàng ngày có 4 đôi tàu khách thống nhất chạy suốt Hà Nội-Sài Gòn và ngược lại, gồm SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6 và SE7, SE8. Ngoài ra, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm một số đoàn tàu trong tháng 11 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Cụ thể, tuyến Hà Nội-Lào Cai, ngoài tàu SP3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22 giờ các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần, chạy thêm tàu SP1 xuất phát từ 21 giờ 35 ngày 6 tháng 11. Tuyến Sài Gòn Nha Trang chạy thêm tàu STN8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19 giờ 50 ngày 16 tháng 10 đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 50. Ngành đường sắt cũng công bố giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách thống nhất SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 và tàu tuyến Sài Gòn Đà Nẵng SE21, SE22 cho hành khách đi đến các ga khu vực miền Trung từ ngày 30 tháng 10 2020 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2020. Ghi nhận và động viên những ngư dân có thành tích cứu hộ cứu nạn trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khen thưởng đột xuất cho 123 chủ thuyền đánh cá ở xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc. Trước đó đêm 17 rạng sáng 18 tháng 10, tại huyện Lệ Thủy thì lũ trên sông Kiến Giang lên nhanh và khiến nhiều người không kịp sơ tán. Trước tình hình cấp bách thì huyện Lệ Thủy đã huy động thuyền đánh cá của ngư dân hai xã vào cứu người. Ngay lập tức thì gần 200 ngư dân tìm cách đưa thuyền vượt đồi cát đến vùng lũ cứu người. Để ghi nhận lòng dũng cảm của ngư dân trong đêm cứu được hàng nghìn người dân giữa tâm lũ, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã quyết định khen thưởng cho 123 thuyền. Địa phương cũng xuất cấp 30 tấn gạo hỗ trợ cho người dân hai xã vùng biển, giới thiệu một số đoàn thiện nguyện tặng quà chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân đây. Thưa quý vị, với các nhà thầu chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên sẽ bị Bộ Giao thông Vận tải xem xét xử lý theo quy định của luật đấu thầu. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải và các nhà đầu tư BOT rà soát công tác bảo hành và bàn giao các dự án, gói thầu, hạng mục công trình các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước. Qua đó thống kê những dự án, gói thầu, hạng mục chưa hoàn thành, bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo bằng văn bản theo mẫu đính kèm, gửi về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. Đối với những gói thầu đến nay chưa hoàn thành dứt điểm công tác bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý khai thác, sử dụng công trình, tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời hư hỏng, khiếm khuyết nếu có, để yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa triệt để, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn khai thác và sớm bàn giao công trình, dự án theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư thống kê danh sách các nhà thầu chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét, xử lý theo quy định của luật đấu thầu.